Vatican Sài Gòn xin giới thiệu đến các bạn cách dán miếng dán bảo vệ màn hình laptop nhanh và đơn giản nhất. Miếng dán bảo vệ màn hình laptop được cắt vừa khớp và khít so với màn hình của máy. Sau đây tôi xin giới thiệu cách dán. Trước tiên, chúng ta dùng bình xịt vệ sinh máy xịt đều trên bề mặt máy. Rồi dùng khăn sạch lau đều trên bề mặt, giúp hết bụi, sạch vết dơ trên bề mặt của máy. Tiếp theo, chúng ta dùng keo dính bụi, dính sạch bụi và vết dơ trên bề mặt màn hình của máy. Sau đó chúng ta lấy miếng dán lột vật một và đặt cân chuẩn trên màn hình. Miếng dán sẽ tự động từ từ hít chặt vô màn hình. Sau đó các bạn dùng khăn sạch vuốt đều các cạnh của máy. Rồi từ từ các bạn lột mặt hai của miếng dán ra. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong cách dán miếng dán bảo vệ màn hình dành cho máy laptop một cách đơn giản nhất. Miếng dán bảo vệ màn hình giúp bảo vệ chống trầy xước cho màn hình máy laptop của bạn. Xin cảm ơn.